Cá chép vàng. Vừa vàng vừa đen. Sao mà bắt? Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay nha, mình sẽ không chôn chiếc, anh em mình sẽ làm một thử thách các bạn ạ. Anh em mình sẽ làm một cái lều này các bạn, làm một cái lán này. Anh em mình sẽ 24 giờ ở ngoài này nha các bạn nha. Bây giờ chắc khoảng tầm 6 giờ sáng các bạn, 6 giờ sáng sớm bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu làm nha các bạn nha. Làm cố gắng để anh em mình còn đi câu cá ở dưới kia lấy đồ ăn nhưng không có chết đói à. Anh em mình đi không mang một gì hết, mang mỗi gạo rồi các bạn nha. Đấy, bây giờ anh em mình bắt đầu làm nha. Như vỡ đôi thì à? Cứ thẳng lên, cứ thẳng lên, nghiêng rồi. Anh đưa chị. Được rồi. Lún 15 phân rồi. Ui xuống. Này các bạn này, nhà mình chưa? Mẹ này 38 độ thì chắc chết. Này tùy nắng chắc chết các bạn ạ. Đây, các bạn ơi, bây giờ là 8:54. Anh em mình đã làm xong cái khu ổ chuột này nha các bạn nhé. Ok, đấy, ổ chuột đã xong. Đây, chỗ này đây. Đêm nay, cả ngày hôm nay anh em mình sẽ giúp ở đây nha các bạn nhé. Đấy các bạn ơi, anh em mình làm xong cái chỗ ổ chuột này rồi nhá. Rồi anh em mình đi câu. Ý trời, nay đi câu được con nào? Chưa chắc nha, xem ai câu nhiều hơn, câu được con to hơn. Đây các bạn nhé, đây suối đây. Đây có đường xuống. Câu bên nào được? Câu đây luôn đi. Anh em mình câu đây luôn nha các bạn nhé. Các bạn ơi, giờ anh em mình bắt đầu thả câu nhá. Không biết là được con nào không? Chưa câu làm sao biết nhỉ? Đây nha các bạn, đây. Anh em mình đây. Đây là anh em mình đang câu đây. Bốn cái cần câu của anh em mình. Đang giăng lưới không biết được gì không. Đây các bạn nhá. Không bao giờ nói điêu một câu nào. Cái này vừa câu được từ dưới suối lên. Nói điêu trời đánh luôn. Đây. Màu bê bê bét luôn. Mới tinh nha, không có chuyện là vảy viếc nha, cá trắng tinh nha. Đấy các bạn ơi. Bây giờ anh em mình bắt đầu nấu mì tôm này. Vậy vẫn cứ là ok nhỉ. Đổ hết vào à? Hết vào nên sao nữa. Tâm này. Nóng quá các bạn ơi, thử thách này càng phết. Bây giờ mới hết ngày cho nhỉ. Ui các bạn ơi, nóng lắm, thôi nằm đây xem. Nóng lắm anh em ạ. Đây chắc chết mất. Đây. Đây. Ấy da. Quay quay bên cửa sổ. Cái chép vàng. Vừa vàng vừa đen. Nóng 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 quá. Rồi. Ui vàng rồi, vàng rồi, vàng rồi. Au. Bỏng à? Bỏng. Nấu luôn như vậy. Bỏng lắm các bạn ạ. Mỡ vào nó. Miếng cá dễ rồi. Má mì tôm rồi nha các bạn nha. Anh bỏ đưa ra đi, nướng mỗi than thôi. Đấy đấy, cho vào. Quá. Ôi giời. Mời các bạn cùng anh em mình ăn nha. Này. 24 giờ thử thách các bạn ơi, ăn cá đi các bạn. Bỏng quá. Cá vừa ra lò. Nhiều quả may lắm. Bẩn hết cả mặt mũi luôn. Khói nóng nữa các bạn. Này đi quên mang à? Quên mang bát này là đũa nào có mang này nhưng mà không mang nồi nó khổ đấy đấy. Sát được. Sát vào. Đây.
cầm bật lửa ra một tí bốp thôi. Hai anh em chung nhau mắng lợn các bạn. Ngon thật. Đói ăn ngon thật. Nha. Này cứ giữ ở đây mà ăn. Tối nay nhà mình không biết sẽ như thế nào đây các bạn. Trời thì sắp mưa rồi. Đây các bạn ơi, có cần cặc 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 luôn. Đây rồi, ngọt lắm em ơi. Này gấp chín rồi nhỉ? Ngọt lắm các bạn ạ. Ôi cá trứng. Ngon thế. Mời các bạn nha. Ngon không? À. Ngon. Anh em mình ăn no rồi nha. Uống nước xong anh em mình ngủ đây các bạn. Trời nó vét cả máng luôn các bạn. Ôi ừ, các bạn ơi, nóng quá. Cô tranh thủ ngủ trưa tí được hả? Ôi phì lắm. Bạn ơi, mũi giờ làm có gì ngoài kìa. Ui đâu ấy bạn ơi, mình che kín bạt hết rồi nhá. Thế mà có cái gì? hôm nay là anh em mình che bạt kiểu là hở cửa bên này, nhưng mà anh em mình bây giờ là tối này kiểu sợ ma ấy. Các bạn nhá, bây giờ mới là 19:18 nha các bạn nhá. Bây giờ mình không dám ra ngoài luôn. Mình thề các bạn là bây giờ mình mà ra ngoài thì nó ngoài tối một vùng trời luôn mà. Bây giờ ngủ cho em. Ngủ. Nhưng mà nóng lắm, cởi áo đi. Ê, nhưng mà ngủ thế chẳng ngủ ngon được đâu. Thì nó sờ vào đây. Ui. Mình ngủ đây nó sờ vào đây. Ngủ chưa? Theo đây cái gì trống trống đi nè. Mày đi ra ngoài lấy đi. Ui, anh ra lấy đi. Mày ra lấy đi. Chứ anh ra lấy đi. Hai nhà mình cùng nhau ra. Trời, anh ra. Anh cũng sợ. Em cũng sợ. Thôi, tốt nhất là. Nhưng mà nóng lắm. Nóng thì kệ nhau. Thả ra nhá. Ui, cái gì động kìa. Ui, gió. Ui, hết hồ. Mẹ ông cái cục đá này làm cái gì? Sợ. Chẳng có ai ôm ôm đá. Các bạn ơi, thử thách 24 giờ của anh em mình hôm nay đông thật sợ màu quá. Nhìn đây các bạn nhá, ở xung quanh này, khu suối này, nó là một khu là rất nhiều thanh niên ở xa đến gọi là bơi tắm cho nó bị chìm chết nhá các bạn nhá. Đấy, hôm nay ở trên này anh em mình làm một thử thách đúng ở cái chỗ này, hoang vắng, xung quanh không có nhà. Yêu nó lắm mỗi tí. Ui dù. Đêm này rắn nó bò vào chi. Đêm này em mất ngủ mất. Chưa dám ngủ. Tại anh cứ nói nhùng nhằng ba lông cơm, mì tôm, mì xào, mì lép. Bây giờ mày bảo nhá. Thì xung quanh trời đây. Từ từ con muỗi, con muỗi, con muỗi. Đâu? Ngủ đi. Ui giời, cái kéo động này. Đâu? Mày điên à, mày vào trong nằm đi. Ôi trời. Trong rắn không vào được. Anh vào đi, em nhường anh. Rắn nó gặp em, nó gọi em là bố. Anh lùi vào đi. Mượn thơ. Ủa cái gì đằng sau kìa. Này về nó đóng cái bộ quả bàn thờ đây mà.
anh cũng sợ lắm, anh mới dám ra ngoài. À, ra bắt vào đây ngồi chơi. Sao mà bắt? Vì ra chẳng cần toát cái gì. Lạnh cùng. Oh my god. Ghê. Gạch 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 gạch. Gạch gạch gạch. Mẹ có mèo mày kêu lố chứ. Chắc là phải mèo đâu. Thế con gì? Sao mấy giờ rồi? Mèo 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 mèo. Một giờ 22 phút. Đêm mà mưa đá lâu quá nhỉ. Sang em 18 tháng 8 rồi. Sang em 18 rồi. Mèo. À, hình như mèo động được. Mèo. Nếu bây giờ thì có tiếng mèo kinh. Còn đây là nhịp của ai? Chỗ này vắng tanh vắng lắm. Tôi mặc được. Sao 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 sao? Ăn một chậu của sao nhé. Sao bỏ ngoài tù. Mèo 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 cái đê. Cả người nổi cái da gà này. Ôi nổi hết cái da gà ơi. Sáng rồi sao ấy trời. Sáng rồi sao ấy. Ui. Nghe cái gì đây nè. Cát thu quái. Cái giờ lại có cát đấy. Ôi trời ơi. Anh thu quái nè. Chứ tôi còn lắm mèo kêu đi. Ngủ chứ ngủ. Cả đêm chưa ngủ được. Vừa nóng nè. Vừa mèo kêu nè. Lại vừa cái gì quậy cát nữa. Mấy giờ rồi?
năm là năm tư rồi các bạn ơi. Vậy đó. Còn 6 giờ rồi anh em mình hoàn thành thử thách nha các bạn nha. Để mày quay đi, quay đi. Nước này các bạn. Nè. Nước hợp này, nước luôn. Nhiều nước lắm. Ra ngoài xem nào. Ui chó ạ. Ui giời. Các bạn ơi, anh em mình cũng ngủ ở đây được từ mình tiến đi sáng hôm qua, bắt đầu dựng riếc, bây giờ là cũng sáng nay rồi. Thì bây giờ mình kết thúc clip nha các bạn nha. Đấy. Đấy, xung quanh thì không có nhà luôn nha các bạn, không có một nhà nào luôn, vẫn vẻ hoang sơ. Ở đây là còn một dãy một rỗng rỗng luôn nha các bạn nha. Đây, không có nhà luôn. Đây lều của mình đây nha các bạn nha. Đấy, mình kết thúc clip đi nha. Các bạn thấy hay như like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho mình. Nhớ comment ý tưởng dưới nha. Bye bye. Bye. Từ mình dọn đồ ra đây.